Mình có thể thực hiện hỏi luôn cái con chatbot GPT này thì nó ứng dụng như thế nào trong cái ngành bất động sản của chúng ta ha, cho môi giới cho anh em sale thì mình hỏi luôn ha, để xem thử là nó trả lời như thế nào về cái việc là sử dụng ứng dụng chatbot GPT, chat GPT cho cái bất động sản. Thì nó ở đây nó trả lời cái ý thứ nhất, đó là ứng dụng chatbot GPT cho bất động sản có thể giúp hỗ trợ khách hàng tìm kiếm và tư vấn các thông tin về các dự án bất động sản, bao gồm về vị trí, diện tích, giá cả. Chatbot cũng có thể giúp khách hàng tư vấn các quy trình thủ tục mua bán và cho vay, hoặc là cung cấp các thông tin và trả lời các câu hỏi thường gặp sử dụng trên nền tảng NLP và Deep Learning của GPT. Chatbot có thể tạo ra các cuộc trò chuyện tự nhiên và trả lời các câu hỏi một cách chính xác và nhanh chóng. Đấy. Thì chúng ta sẽ chatbot này nó sẽ khá là thông minh bằng tiếng Anh thưa anh chị và các bạn, cho nên là chúng ta sẽ hỏi thử là bằng tiếng Anh nó sẽ như thế nào ha. Đây, từ tiếng Việt chúng ta chuyển qua tiếng Anh. Mình sử dụng như thế này. Nó sẽ trả lời ra làm sao ứng dụng của chatbot GPT trong ngành bất động sản. Đây, nó trả lời bằng tiếng Anh, đó là ứng dụng chatbot GPT cho bất động sản có thể giúp hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, tiếp cận thông tin về dự án bất động sản, bao gồm thông tin về vị trí, diện tích, giá cả. Chatbot còn thể hỗ trợ khách hàng quy trình mua cho vay, vì đó có thắc mắc, sử dụng NLP và khả năng đọc học sâu của GPT. Chatbot có thể tạo ra cuộc trò chuyện nghe tự nhiên và trả lời câu hỏi một cách chính xác nhất. Thì ngoài ra là chatbot GPT nó còn tư vấn, có nhiều cách để sử dụng để chatbot GPT cho ngành bất động sản, ví dụ như là tư vấn cho khách hàng này, có thể hỗ trợ khách hàng trả lời các câu hỏi về các sản phẩm bất động sản của công ty, giúp tìm kiếm các căn hộ hoặc là bất động sản phù hợp với nhu cầu và cái tài chính của khách hàng. Rồi là cái thứ hai là tự động hóa các thông tin, có thể tự động hóa và quản lý thông tin về sản phẩm bất động sản, giúp cập nhật và quản lý thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cái thứ ba nữa là tự động hóa giao dịch, có thể tự động hóa các quy trình giao dịch bất động sản, giúp cho việc mua bán và cho thuê thực hiện một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thì có thể đó là một cái, nó đưa ra một cái số gợi ý, một số thông tin có thể sử dụng để giải quyết các vấn đề khác trong lĩnh vực bất động sản mà chúng ta có thể ứng dụng nó. Thì theo như Phúc Định thì cái con chatbot GPT này nó sẽ hỗ trợ cho công việc của môi giới bất động sản rất là nhiều. Anh chị nên, nếu mà chưa tìm hiểu thì nên tìm hiểu về cái chatbot GPT này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.